từ phiên nâng cấp lên Windows 11, nhiều người dùng đã cảm thấy rằng máy tính của họ bị chậm hơn và lag hơn trong nhiều chương trình và các trò chơi mà họ sử dụng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cách để cải thiện hiệu suất đối với máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 11. Tất cả những điều này các bạn có thể làm miễn phí mà không cần phải mua bất cứ phần cứng hoặc phần mềm nào. Ok, hãy bắt đầu nào. Sau khi cài đặt Windows 11, các bạn sẽ cảm thấy trông khá đẹp và bắt mắt đúng không nào? Tuy nhiên, để duy trì được cái đẹp đấy thì Windows 11 đã phải chạy một số các ứng dụng và hiệu ứng ngầm. Điều này sẽ tiêu tốn tài nguyên máy tính của các bạn. Thì cách đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái hiệu ứng trong suốt ở trên Windows 11 đi. Để làm được điều đấy thì đầu tiên các bạn sẽ di chuột vào menu Start này. Các bạn chuột trái, chọn Setting, hoặc các bạn cũng có thể chuột phải, chọn Setting. Hoặc các bạn cũng có thể dùng phím tắt là Windows E. Đó. Cửa sổ setting mở ra, các bạn chọn vào mục cá nhân hóa cho mình, Personal này, sau đó chọn Color. Đó, trong này sẽ có một cái mục là Transparent Effect. Các bạn tắt nó đi. Cách thứ hai để tăng hiệu suất trên Windows 11 đó là thay đổi cài đặt hiệu ứng hình ảnh Visual Effect. Để thay đổi điều này, đầu tiên chúng ta chọn menu Start, sau đó trong mục tìm kiếm chúng ta chọn đến View Advanced System Setting. Đó, trong này chúng ta chọn tab Advanced, sau đó click vào Setting. Trong phần lựa chọn này chúng ta sẽ chọn Adjust for Best Performance. Các bạn để ý khi chúng ta chưa thay đổi nó sẽ có một loạt các cái tùy chọn mặc định của Windows 11. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi sang là Adjust for Best Performance. Đó, các bạn sẽ thấy là những cái tùy chọn này nó sẽ không còn nữa. Tuy nhiên chúng ta nên tích vào hai cái chọn nữa sau, đó là Show Thumbnail và Smooth Edges. Hai cái này khi mà chọn ấy thì sẽ giúp chúng ta là hiển thị cái hình thu nhỏ của các icon và cái phông chữ ở trên Windows nó sẽ không bị mờ nhé các bạn nhé. Sau đó các bạn click OK, apply OK. Các chương trình và ứng dụng khởi động cùng với cả Windows khi các bạn bật máy tính có thể có tác động tiêu cực và làm chậm lên máy tính của các bạn. Để giải phóng tài nguyên trên máy tính của các bạn và cải thiện khả năng khởi động trên Windows 11, các bạn hãy disable các chương trình này đi. Đầu tiên các bạn sẽ vào Start, sau đó chúng ta chọn Setting. Các bạn chọn mục App, chọn mục Startup. Ở đây sẽ liệt kê các cái chương trình mà sẽ khởi động cùng với cả Windows 11 của các bạn. Thì các bạn kiểm tra xem những chương trình nào mà các bạn thấy không cần thiết khi khởi động cùng Windows thì các bạn tắt nó đi. Ví dụ mình có thể tắt cái Cortana này, cái ứng dụng game này, cái Microsoft OneDrive của mình đi. Đó, các bạn sẽ delete Able những cái chương trình mà các bạn thấy không cần thiết đi. Điều này sẽ giúp tăng cái khả năng khởi động Windows của các bạn cũng như là hiệu suất làm việc ở trên Windows 11. Cũng là tắt các cái chương trình, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ sang cách thứ tư, đó là tắt các cái chương trình chạy ngầm ở trên hệ điều hành Windows 11 đi. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái menu Start này, các bạn chuột phải này, các bạn chọn App and Feature. OK, nó sẽ liệt kê ra chúng ta một loạt các cái chương trình chạy ngầm ở trên hệ điều hành Windows 11. Thì các bạn hãy chọn những cái ứng dụng mà các bạn thấy các bạn không cần thiết. Ví dụ như cái 3D Viewer này, để tắt các cái chương trình chạy ngầm này đi thì các bạn có thể click vào cái dấu 3 chấm này, các bạn chọn Advanced Option này. Sau đó trong cái mục là Background App Permission này thì các bạn chọn là Never. Tương tự như vậy đối với cả các cái ứng dụng mà các bạn thấy không muốn để nó chạy ngầm nữa. Thì được cái Cortana này các bạn cũng chọn này rồi, cái Microsoft Teams 190 này mình cũng không cần, cũng không cho nó chạy nữa. Ok, tương tự như vậy đối với cả các cái ứng dụng trên máy của các bạn thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. Cách thứ 5 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là xóa những cái file không cần thiết ở trên Windows 11 của các bạn đi. Các file đó chính là các file temporary. Để xóa các cái file này các bạn sẽ cũng chọn vào menu Start, sau đó các bạn
chọn setting, các bạn chọn system này, sau đó các bạn chọn storage. Ok, trong này các bạn nhìn thấy Windows nó sẽ load ra những cái file temporary, thì các bạn click nút đấy rồi các bạn chờ một chút để Windows nó scan những cái file temporary. Tùy vào cái số lượng file này ở trên máy các bạn mà Windows 11 nó scan có thể nhanh hay chậm. Nếu mà như của mình mà nhiều thì nó sẽ mất khoảng 30 chưa đến 1 phút. Ok, sau đó các bạn sẽ click vào những cái mục này. Sau đó các bạn click remove. Có một cái hộp thoại nó sẽ cảnh báo với chúng ta, nó là những cái dữ liệu mà khi click remove này là sẽ bị xóa vĩnh viễn. Các bạn click continue. Các bạn chờ một chút trong khi xóa cái file temporary này đi. Nếu các bạn muốn máy tính tự động dọn dẹp rác cho mình để cải thiện hiệu suất làm việc thì các bạn hãy đến với cách thứ 6 này nhé. Vì trong cách thứ 6 này chúng ta sẽ cùng nhau bật cái tính năng Storage Sensor lên. Các bạn vào menu Start, các bạn chọn Setting. Giờ các bạn cũng vào trong mục System nhé, các bạn chọn Storage. Ok, các bạn nhìn thấy nó có một cái hàng Storage Sensor, các bạn click vào đấy. Các bạn sẽ bật cái tính năng này lên. Đó. Thì khi tại giao diện của Storage Sensor này, các bạn có thể cấu hình để Storage Sensor chạy theo cái lịch trình mà các bạn đặt ra nhé. Các bạn sẽ chạy nó theo từng ngày, từng tháng, từng tuần như nào. Và sẽ cấu hình cái Storage Sensor này, nó sẽ xóa các cái file ở trong thùng rác của các bạn cứ bao lâu thì nó xóa một lần này. Xóa những cái file mà ở trong thư mục download mà đã bao lâu mà bạn chưa mở này. Hoặc xóa các cái file của OneDrive này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể chọn ở trong cái phần Storage Sensor này để nó tự động nó làm cho chúng ta, mà chúng ta sẽ không phải thao tác thủ công nữa. Cách thứ 7, chúng ta sẽ kiểm tra và xóa những cái phần mềm không cần thiết ở trên máy tính của chúng ta đi. Các bạn sẽ vào Start Setting. Trong mục App này các bạn chọn App and Feature. Ok, trong này các bạn hãy kiểm tra và xóa những cái phần mềm mà cảm giác không cần thiết đến nữa ở trên máy của mình. Ví dụ như đợt này mình tập trung sẽ làm YouTube, không chơi game nữa. Mình sẽ xóa cái ứng dụng game đi. Click chọn Uninstall. Các bạn chờ một chút trong khi nó xóa đi. Các bạn cũng thể kiểm tra lại một lượt các cái chương trình đang có ở trên máy tính của mình, và thấy những chương trình nào không cần thiết mà không dùng đến thì chúng ta hãy xóa đi để cho nhẹ máy nhé. Cách thứ 8, chúng ta sẽ thực hiện chống phân mảnh và tối ưu hóa ổ đĩa để tăng hiệu suất làm việc ở trên Windows 11. Thì các bạn sẽ vào menu Start này. Các bạn gõ vào ô tìm kiếm là Defragment. Các bạn chọn cái Defragment and Optimize Driver nhé. Ok, thì trong cửa sổ này nó sẽ liệt kê ra các cái ổ cứng mà hiện có ở trên máy tính của chúng ta. Thì hiện tại ở trên máy của mình là đang có hai ổ, một ổ SSD và một ổ là HDD. Thì đối với cả những ổ SSD như cái ổ C này của mình này, thì cái việc chống phân mảnh là không cần thiết, nhưng mà tối ưu hóa nó thì sẽ làm cho ổ SSD hoạt động tốt hơn. Thì vậy thì chúng ta sẽ tối ưu hóa khi nào? Thì các bạn nhìn vào cái ổ SSD này, trong cái dòng Current Status này, nếu mà nó hiển thị OK như này thì các bạn không cần phải làm gì cả. Nhưng mà nếu mà trong cái dòng Current Status này nó hiển thị nó là Need Optimize như thế này, thì các bạn sẽ click vào Optimize nhé. Đó. Nếu mà nó hiển thị trong trường này là cần tối ưu hóa thì các bạn sẽ click vào đây. Đấy là đối với cả ổ SSD nhé. Còn đối với cả ổ HDD này thì
ổ HDD này thì thường là sẽ bị phân mảnh theo thời gian sử dụng và sẽ làm chậm cái máy tính của các bạn. Thì các bạn sẽ click vào ổ HDD này, xong các bạn chọn vào phân tích. Đó, thì ở trong cái dòng status này của mình hiện tại đang là 1% nhé. Tuy nhiên đối với cả với máy tính của các bạn ấy, nếu những máy nào mà hiển thị từ khoảng 9-10% trở lên ấy, thì các bạn sẽ click vào Optimize nhé. Thì như thế là nó sẽ chống phân mảnh và tối ưu hóa tốt cho cái ổ HDD này của bạn, qua đó là sẽ làm cho cái máy của chúng ta hoạt động nó ổn định hơn. Cách thứ 9, chúng ta sẽ tắt cái tính năng Restart Able F ở trên Windows 11 đi. Thì cái tính năng Restart Able F ở trên Windows 11 ấy là một cái tính năng mà nó cho phép Windows 11 tự động mở lại các cái ứng dụng mà đang chạy ở cái thời điểm mà tắt máy trước đó. Ví dụ ở thời điểm này mình đang chạy một số các cái ứng dụng ở trên Windows 11, sau đó mình tắt đi ấy, sau đó mình bật lại máy ấy, thì Windows 11 nó sẽ tự động nó mở các cái chương trình đó lại. Thì đấy là cái tính năng Restart Able F. Tắt tính năng này đi thì các bạn sẽ vào cái menu Start này, các bạn chọn cái setting này, các bạn chọn Account, sau đó các bạn chọn Sign Option. Ok, các bạn tắt cái tính năng Automatic Save My Restart App này đi các bạn. Tôi nói nếu mà cái máy của các bạn nào mà đã off rồi thì là ok, các bạn không phải là cái cách này nữa. Đó, các bạn turn off là xong nhé. Cách thứ 10, chúng ta sẽ tắt các cái thông báo và đề xuất ở trên Windows 11 đi, hay còn gọi là cái Notification and Tip. Các cái thông báo và các cái đề xuất ở trên Windows 11 ấy, thì sẽ thường sẽ khiến chúng ta đôi khi chúng ta là mất tập trung, và thứ hai nữa là còn tốn tài nguyên của hệ thống. Thì chúng ta sẽ tắt nó đi bằng cách chúng ta vào menu Start, chúng ta chọn Setting, sau đó chúng ta vào System, chọn Notification. Đó, thì trong các cái Notification ở đây thì các bạn sẽ chọn những cái mà các bạn không muốn nó hiển thị ở trên Windows nhé. Ví dụ như cái OneDrive mình không muốn này, cái Startup Notification mình không muốn, tắt nó đi. Cái Subscribe này mình tắt nó đi, cái Xbox này mình tắt nó đi. Và các bạn tắt những cái đề xuất của Windows. Đây là những cái mẹo và những cái lời khuyên mà Windows nó đề xuất với chúng ta. Chúng ta tắt đi. Đó. Tốn tài nguyên của hệ thống. Cách thứ 11 là cách sẽ dành cho các bạn mà không chơi game ở trên máy tính của mình nhé. Thì chúng ta sẽ tắt cái chế độ game mode ở trên Windows 11 đi để tăng cái khả năng xử lý của máy tính. Thì các bạn sẽ vào cái menu Start này, các bạn chọn setting này, sau đó các bạn chọn gaming, các bạn chọn game mode, và trong này có game mode này, các bạn sẽ tắt cái game mode này đi. Đó, mình không chơi game thì mình tắt cái tính năng này đi để tăng cái hiệu suất máy tính của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cùng sang cách thứ 12 nhé. Cách thứ 12 thì cũng tương đối là đơn giản, hoặc có thể là các bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Cách thứ 12 đó chính là các bạn không nên cài các phần mềm diệt virus của bên thứ ba lên máy tính của mình. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì có rất là nhiều bạn cho rằng là các cái phần mềm diệt virus là cần thiết để cài đặt ở trên máy tính của mình, bao gồm có cả Windows 11. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải là như vậy. Nếu các bạn là những người dùng máy tính có trách nhiệm, tức là sao? Tức là nếu các bạn không click vào những cái đường link lạ, không truy cập những cái trang web mà không tin tưởng, không an toàn, không đào những cái phần mềm không rõ nguồn gốc xuất xứ và cài đặt, đó thì tất cả những gì bạn cần chỉ cần là Windows Security ở trên Windows 11 là đủ. Các bạn vào tìm kiếm, các bạn tìm cái Windows Security đó, các bạn hãy bật tất cả những cái tính năng này ở trong Windows Security lên là đủ để bảo vệ chúng ta truy cập ở trên nền tảng Internet, không cần phải cài đặt bất cứ một cái phần mềm diệt virus ở bên thứ ba nào. Bởi vì khi cài đặt các cái phần mềm diệt virus của bên thứ ba ấy, trước đây mình cũng đã cài đặt và dùng thử một số các cái phần mềm diệt virus rồi, nhưng mà mình thấy là thường nó sẽ kể cả có bản quyền và không có bản quyền nhé, thì mình thấy là nó gần như là không có tác dụng gì mấy cả, mà thứ hai nữa là còn làm máy rất là chậm. Cho nên tất cả những gì chúng ta cần chỉ là bật Windows Security ở trên Windows 11 lên và bật hết các tính năng này lên nhé các bạn nhé.
Và cuối cùng, cách thứ 13 để giúp các bạn cải thiện hiệu suất làm việc ở trên Windows 11 đó chính là kiểm tra các cái bản update ở trên Windows của chúng ta, để tránh các cái tình trạng như là các bạn đang cần làm việc hay là đang cần thao tác một cái gì đó ở trên máy tính ấy, bật máy tính lên mà máy tính nó lại tự động update, nó chạy mất một khoảng thời gian như thế, nó rất là mất thời gian và mất cái công việc của chúng ta. Thì các bạn sẽ kiểm tra các bản cập nhật và tiến hành update liên tục nhé. Các bạn sẽ vào menu Start này, ô tìm kiếm, các bạn gõ Windows Update. Các bạn chọn Windows Update Setting. Đó, thì trong phần này các bạn sẽ click vào Check for Update. Check for Update và các bạn sẽ tiến hành update những cái gì mà Windows nó báo ở đây. Trên đây là 13 cái cách mà mình đã chia sẻ với các bạn để có thể là làm tăng cái khả năng xử lý ở trên Windows 11 và máy tính của các bạn. Thì hy vọng là với 13 cái cách này sẽ giúp các bạn được một phần nào cải thiện được cái hiệu suất làm việc ở trên máy tính mà các bạn mong muốn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích với cả các bạn thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.